Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan các bạn nhé, số sàn. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, thì chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là đẹp. Ở cái phiên bản đủ này thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là bản đủ, nó có sẵn luôn là màn hình, đầu màn hình camera lùi, cảm biến lùi, các bạn thấy đấy ạ. Đấy, nhìn đằng sau các bạn thấy được luôn là ở bản đủ này option nó sẽ nhiều hơn. Và nhìn bên ngoài để rõ phân biệt bản đủ và bản thiếu rõ nhất, đó là cái phần la răng. La răng ở cái phiên bản tiêu chuẩn thì là la răng sắt thôi, còn phiên bản đủ này là la răng đúc các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu là có gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương ở bản đủ này. Khóa thông minh, đề nổ start top đây bạn này. Đấy, một chiếc xe này là 2019 các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ ngoại thất, nội thất cho đến động cơ đều rất là đẹp này. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ cụm đèn pha này. Đấy, cụm đèn pha rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Từ ca lăng, lưới tản nhiệt với đèn gầm, đấy, đều là rất là mới luôn các bạn ạ. Đấy, phiên bản đủ là phiên bản đã có đèn gầm rồi nhé, phiên bản thiếu là phiên bản bay là chưa có đèn gầm đâu quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn. Nhìn về đằng xa trước đều rất là đẹp này. Phần sườn này, toàn bộ từ những phần tai này, phần cánh cửa này, đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Nhìn về cái phần đằng sau, nhìn đằng sau xe các bạn thấy đấy ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nha. Tất cả đều rất là mới này. Từ cụm đèn này, đấy, cụm đèn này đều rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Phiên bản Grand i10 này, toàn bộ từ những nẹp chrome, logo đều rất là mới, chưa có bị dỉ xét gì cả các bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị sẵn đầu nguyên bản rồi, camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, rất đẹp luôn. Và ở cái phiên bản 1.2, phiên bản đủ này, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu đây các bạn này, với hộp số tay 5 cấp, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chỉ 5,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị là 7,27 lít, còn nếu như chạy ngoài đô thị rất là tiết kiệm, chỉ 4,63 lít thôi. Đấy, rất là nhiều anh em mua những chiếc xe này về để chạy dịch vụ cho nó tiết kiệm vì nó là số sàn. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option keo chỉ bên trong của chiếc xe. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa của các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, rất đẹp luôn. Vô lăng cần số này, vô lăng bọc da, phiên bản đủ này có vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi này. Đấy, củ số này, ghế da này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn nhé, 2019, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, phiên bản 1.2 sedan này, ghế da rồi này, trần nỉ này, rất đẹp luôn các bạn nhé. Sàn da này, có hết sàn da rồi. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần ghế sau, toàn bộ keo chỉ cũng còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa còn nguyên này. Đấy, nội thất hàng ghế sau rất là đẹp này. Cốp sau, thưa với quý vị các bạn, và đây là cái cốp sau của chiếc xe này. Từ ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp chiếc xe này đi rồi các bạn nhé. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ keo chỉ còn nguyên bản hết này. Táp bi rất đẹp này. Đấy, phiên bản này là phiên bản đủ rồi. Giá chỉ 279 triệu đồng thôi thưa quý vị các bạn. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả cánh cửa trước
bên phụ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Đấy, táp bi rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi, màn hình chủ xe còn chưa bóc ni lông các bạn này. Cái màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe các bạn nhé. Đấy, chủ xe còn chưa bóc ni lông ra cơ. Vô lăng tần số này, tay phanh này, đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 bản đủ này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp các bạn nhé. Và cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là cái động cơ là còn nguyên bản này. Toàn bộ từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ về cái động cơ của chiếc xe này đi rồi các bạn nhé. Đấy, mới lăn bánh tính ra là có 4 năm thôi, nhưng mà còn rất là mới, còn nguyên bản hết này. Toàn bộ này, ốc chân máy này, à ốc này là ốc cabo này, còn nguyên bản này. Đấy, ốc tai này, nguyên bản hết này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì các bạn nhé. Đấy, máy móc nguyên bản hết luôn này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản đủ các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị xe thôi, số tiền còn lại là 70%. Thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản đủ này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ càng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.